trong giới sát thủ nổi tiếng, có trái chanh vàng, trái chanh đỏ, đã xuất hiện một dân tranh rất lớn. Trái chanh giống mặt trăng, treo cao trên trời xanh. Trái chanh vàng, ngươi biết tại sao ta kiếm ngươi không? Đơn giản thôi, vì ta là sát thủ. Sát, một sát thủ chuyên môn chặt tay người. Được, ta muốn ngươi tới viện Ngô Long chặt đi tay phải của Diện Bích đại sư. Ta có lợi gì? Ta đảm bảo ngươi được vĩnh viễn ăn chanh. Quân tử Nhân Ngô, ai làm đó? Ta làm đó. Chưa có hề nghe tên sát thủ này, cái lỗ lớn quá đi. Giúp ta đi. Mời nó lại. Tránh nha. Làm rách cái áo mới, còn bắt ta phải giá cho ngươi. Từ nay đừng có hòng là ta mua áo mới cho ngươi nha. Nhật xuất đông phương. Nhắm mắt lại nằm trên giường. Nhật xuất đông phương, hãy mau ra giường. Sư phụ à, cho mượn bộ đăng giả đi. Không. Nè, anh ta cho mượn rồi. Lấy sớm ra đi chứ. Ơi, tao phiền ngươi. Tôi phiền ngươi. Tông khôi, đánh bóng.
Được. Xong xuôi rồi sư phụ. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ha. Dạ. Chân quỷ chân hư thì muốn đập nát người ra. Chị lớn rồi. Từ nay cấm nói câu này. Ai dạy cho ngươi quét sân kiểu này? Đưa đây. Đưa. Quét mau đi. Sư phụ, sáng sớm thức dậy á, đừng có chạy tứ tung. Hãy đi cắt tỉa các chậu kiểng đi. Dạ. Xong. À, sư phụ à, tỉa xong rồi.